Đây là đơn hàng của bạn Đặng Thị Phượng. Bạn có đặt ở bên shop một đơn hàng đồ dùng học tập trị giá 890.000. Bạn có yêu cầu shop quay video gói hàng cho bạn. Và sau đây là những sản phẩm mà bạn đã đặt. Đầu tiên là 7 chiếc kit xương rồng. Một ship trứng người to. 2 ship chim. 5 ship trứng người nhỏ. Bao gồm 50 tẩy các loại, gồm tẩy cà rốt, tẩy fast food, tẩy iPhone, tẩy chuối. Một squishy hộp sữa, một squishy thỏ trắng, một squishy cốc mèo, một squishy mèo hồng. Tất cả các squishy đều được tặng kèm bao bì. Với đơn hàng của bạn sẽ tặng cho bạn 2 cây bút và 2 tẩy. Giờ shop sẽ tiến hành gói hàng cho bạn. Đây là mã vận đơn của bạn. Bạn có thể sử dụng mã vận đơn này tra trên trang vietnam.bot để biết đơn hàng của mình đi đến đâu rồi. Như vậy là shop đã gói hàng xong cho bạn Đặng Thị Phượng. Shop cảm ơn bạn đã ủng hộ shop. Xin chào các bạn.